Đối với HocaCoin, hệ thống lọc là một thứ không thể thiếu. Nó là nơi xử lý các phần phân, cặn bẩn, chất thải của các coin trong quá trình sinh hoạt hàng ngày nó thải ra. Và ở đây, vật liệu lọc HocaCoin nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cái yếu tố xử lý nước để giúp cho chất lượng nước trong hồ được trong, ổn định và giúp các coin có môi trường sinh trưởng tốt. Về cơ bản, vật liệu lọc HocaCoin trên thị trường thì rất là đa dạng cả về mẫu mã, chất lượng với nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Hiện tại theo mình thấy thì có cả hơn 100 loại vật liệu lọc cho HocaCoin. Tuy nhiên, chỉ có một vài loại đếm trên đầu ngón tay là thông dụng nhất mà anh em thường hay dùng để lắp cho hệ lọc của HocaCoin. Có loại thì dùng để lọc thô, có loại là dùng để lọc tinh, có loại là dùng để nuôi hệ vi sinh, có loại là khi lắp vào làm tăng pH, làm các coin đỏ mình, chuột nhớt, có loại lắp vào thì nó nhả màu ra, làm HocaCoin bị đục, vân vân. Với một hệ thống lọc khác nhau thì nó sẽ yêu cầu các loại vật liệu khác nhau và tùy thuộc vào tài chính của mỗi anh em mà chọn mua một loại vật liệu lọc phù hợp cho HocaCoin nhà mình. Chính vì vậy, trước khi anh em quyết định chọn mua bất kỳ loại vật liệu lọc nào, anh em cũng nên tìm hiểu sơ qua về đặc điểm cũng như là công năng của nó để tránh làm mất thời gian và tiền bạc khi lắp vào hồ vận hành không ổn, làm cho cá coi nó bị bệnh và nước bị đục đi. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến anh em những loại vật liệu lọc của cá coi mà thông dụng nhất trên thị trường hiện tại. Nếu như anh em chơi hồ cá coi thì ít nhất một lần anh em đã từng nghe qua hoặc đã từng nhìn thấy những loại vật liệu lọc này rồi. Anh em có thể tham khảo qua video này để lựa chọn những loại vật liệu lọc phù hợp cho hồ cá coi nhà mình, nhằm tối ưu hóa được hệ lọc, đảm bảo được yếu tố cá khỏe nước trong. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây anh em. Nếu anh em có những thắc mắc về hồ cá coi thì anh em cứ comment bên dưới nha, mình sẽ giải đáp chi tiết cho anh em. Bên mình hiện đang cung cấp đầy đủ vật liệu lọc chổi, siêu mát, máy bơm, máy sủi oxy cho hồ cá coi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Loại vật liệu lọc thứ nhất ở đây mình muốn đề cập tới anh em đó chính là chổi lọc. Đây là loại vật liệu ở đây anh em, mình quay video thực tế luôn cho anh em tiện tham khảo. Về cơ bản thì loại chổi lọc này nó làm bằng những sợi cước có thân lõi bằng inox 3L4. Loại này là không rỉ nha anh em. Về màu sắc thì nó có rất là nhiều màu, tùy thuộc vào sở thích của anh em mà lựa chọn. Ví dụ như là màu đen nè, màu xanh lá cây nè, màu xanh dương nè. Đa số thì anh em hay dùng cái màu đen vì nó trùng với màu phân cá. Khi anh em lắp vào hồ á, trong quá trình thời gian dài phân cá nó có bám lên cái chổi của anh em thì nó cũng sẽ dễ nhìn hơn, nó không cảm giác nó lem nhem lốm đốm. Và kết cấu của cái chổi này thì bao gồm như sau. Đây, trên hình minh họa thì mình sẽ phân tích cho anh em theo dõi nha. Ở phần đầu này là phần móc treo, thường là sẽ làm bằng móc tròn bằng nhựa, dài tầm khoảng cỡ 6 cm. Đường kính của lỗ treo này thì tầm khoảng cỡ 25 mm, thích hợp để luồn những cái ống nhựa PVC phi 21 vào sâu những cái chổi vào như thế này, để khi anh em lắp vào hồ lọc á, nhìn nó gọn gàng và dễ quản lý hơn. Phần thứ hai là phần thân cái chổi. Phần thân này thì làm bằng inox 3L4, loại là chống rỉ. Nó kẹp xoắn lại các lông chổi tạo thành một hình trụ tròn có đường kính tầm khoảng 10 tới 12 cm. Phần chốt đuôi ở chỗ này đây anh em. Phần khóa của đuôi chổi làm bằng nhựa, thường thì nó có đoạn dài tầm khoảng cỡ là 2 cm. Về độ dài của cái chổi lọc này thì nó sẽ có các kích thước như sau: chổi 40, 60, 80, 1m và 1m2, tùy vào cái độ sâu của hồ cá coi nhà anh em mà anh em lựa chọn một kích cỡ độ dài của chổi sao cho phù hợp. Về cái vị trí mà đặt chổi lọc này thì anh em sẽ thường hay là đặt ở vị trí ở ngăn đầu tiên của hồ lọc cá coi là ngăn lắng, tức là ngăn nước vào đó anh em. Với kết cấu là những cái sợi cước lắp theo góc nghiêng tầm khoảng cỡ là 45 độ. Nhà anh em có thể thấy đây, góc nghiêng cập xuống nó sẽ có tác dụng là giúp lắng phân cá hiệu quả hơn. Về cách để lắp chổi thì khá là đơn giản. Khi lấy chổi lọc về, anh em sẽ dùng ống nhựa PVC phi 21 sâu qua các phần chốt đuôi của chổi lọc kiểu như hình này đây anh em. Về sau, nếu có vệ sinh thì anh em nhấc lên cũng sẽ tiện hơn. Anh em lưu ý nha, anh em nên cho sắp thành một cái hàng ngang ngay ngắn theo phương vuông góc với chiều của dòng nước và đặt chổi sao cho nó sát với đáy của ngăn lắng. Và các sợi lông của chổi lọc này anh em nên sắp khít lại với nhau để việc lắng phân lọc nước được tốt hơn. Loại vật liệu thứ hai đây mình muốn đề cập tới anh em đó chính là tấm lọc G-Max, hay anh em còn gọi là tấm bùi nhùi lọc nước. Đây là tấm này đây anh em. Loại này thì hầu như anh em chơi cá coi nói riêng và anh em chơi cá cảnh nói chung thì đều biết đến nó. Về cơ bản thì tấm G-Max này nó sẽ chia làm hai loại nha anh em. Loại thứ nhất là tấm G-Max lọc có keo và loại thứ hai là tấm lọc G-Max không keo. Để cho anh em tiện tham khảo thì mình có làm qua một bản so sánh nhanh giữa hai loại G-Max này. Anh em có thể tham khảo quan sát trên màn hình. Mình sẽ trình bày qua một tí về sự khác nhau cơ bản của hai loại này để anh em tiện tham khảo.
Về kích thước á, thì cả hai loại này nó đều có kích thước là dài á, là 2 mét, rộng á, là 1 mét. Và cái chiều dày của cái tấm lọc này là rơi vào tầm khoảng cỡ 4 cm. Về cơ bản thì nó sẽ khác nhau về vấn đề cấu tạo. Cái loại không keo này thì nó được cấu tạo bởi các sợi nhựa và được gia công bằng phương pháp là ép nhiệt. Còn bên G-Max có keo á, thì nó sẽ được cấu tạo gia công bằng cách là kết nối keo dính lại với nhau. Về màu sắc thì anh em có thể thấy là loại không keo thì nó có màu xanh kiểu xanh nước biển. Còn ở bên G-Max có keo á, thì nó có màu xanh là xanh lợt. Khả năng lọc nước á, thì cái loại có keo nó sẽ lọc tốt hơn so với loại không keo. Và cách và thi công á, ở đây anh em có thể sử dụng là những cái dao rọc giấy để anh em cắt. Về cơ bản thì cắt cái loại mà G-Max không keo á, nó sẽ khỏe hơn so với cái loại có keo. Vì loại có keo thì nó sẽ có độ đệm và nó dẻo hơn, cắt nó sẽ đi lâu hơn nha anh em. Về thời gian sử dụng là một cái yếu tố mà anh em khá là quan tâm khi sử dụng hai cái loại không keo và loại có keo này. Đối với G-Max không keo á, thì anh em hầu như là sử dụng rất là bền. Khách nhà mình sử dụng hơn 5 năm rồi thì vẫn dùng ổn định. Lâu lâu thì nó bị bẩn, anh em chỉ cần lấy lên, xịt rửa là có thể dùng lại được ok. Tuy nhiên, đối với loại G-Max có keo á, vì kết cấu của nó được liên kết bởi keo, nên qua thời gian nó sẽ dễ có hiện tượng là bị nhanh rã ra, nó có những cái vụn nó vỡ ra. Nếu anh em không quản lý kỹ thì nó sẽ gây ra tình trạng là những cái vụn này trôi qua bên ngăn bơm và gây nghẹt bơm, nên anh em hãy lưu ý trong quá trình sử dụng. Về mức độ thông dụng á, thì theo mình thấy là loại G-Max không keo thì được các khách hàng nhà mình tin dùng, có doanh số bán nhiều hơn, rất là nhiều luôn so với cái loại có keo nha anh em. Đây là tấm G-Max lọc màu xanh nước biển, mình có quay lên trên màn hình đây, anh em có thể tham khảo qua nha. Mình sẽ nói qua một tí về tác dụng của tấm lọc G-Max này. Với kết cấu là các sợi nhựa polyester đan lại với nhau, khoảng khe hở nhỏ, nó giúp tối ưu được cái việc tách phân cá, chất thải cho hồ cá coi. Đồng thời với độ dày tầm khoảng 4 cm, nó cũng tạo được không gian cho các vi sinh trú ngụ, xử lý được các phần phân thô để giúp cho quá trình lọc nước được hiệu quả sạch hơn. Thường thì anh em sẽ hay đặt cái tấm G-Max này ở ngăn thứ hai trong cái hồ lọc của hồ cá coi. Khi anh em nhập G-Max về, nó sẽ có kích cỡ tiêu chuẩn là dài 2 m, rộng 1 m và dài khoảng 4 cm. Thì anh em sẽ dùng cái dao rọc giấy hoặc là anh em dùng cái máy cắt cầm tay để cắt tấm G-Max này theo kích thước hồ lọc thực tế của nhà anh em và cho lắp vào theo kiểu hình như thế này. Anh em cho lắp một tấm nguyên và một tấm lỡ đã tạo khoảng không gian thoáng cho vi sinh nó dễ trú ngụ và hoạt động tiêu thụ phân dễ hơn, hỗ trợ cho việc lọc phân tốt hơn. Anh em lưu ý là nên lắp tấm G-Max này đứng lên và sắp theo phương ngang vuông góc với chiều dòng nước kiểu như thế này đây anh em, để tạo cái thới lọc của G-Max lọc phân hiệu quả hơn. Tránh cái trường hợp là lắp dọc lại như thế này, thuận theo chiều của dòng nước như này thì nó sẽ lọc không hiệu quả và làm cho hồ cá coi của anh em dễ bị đục, và hầu như là những cặn bẩn sẽ trôi lại về hồ chính và làm cho hồ cá coi của anh em bị bằng đục, chất lượng lọc nước sẽ không được hiệu quả. Nếu như anh em có nhu cầu nhập vào liệu lọc về lắp cho hồ cá coi như là chổi, G-Max, điện UV, máy bơm, máy sủi, vân vân, thì anh em hãy liên hệ với mình qua số điện thoại hotline là 0909 272 598 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo khi anh em nhập vật liệu lọc về lắp cho hồ, hồ vận hành chuẩn, cá khỏe, nước trong. Loại vật liệu lọc thứ ba ở đây mình muốn đề cập tới anh em đó chính là hạt Canes. Đối với chổi lọc và G-Max thì đóng vai trò là tách phân lọc thô cho nước hồ cá coi, còn cái hạt Canes này nó sẽ đóng một vai trò là lọc tinh, tức là nó sẽ xử lý sạch luôn những cái phần phân cặn bẩn li ti trôi lơ lửng trong nước mà chổi và G-Max không xử lý được, mang lại một chất lượng nước đẹp, mềm và mịn cho hồ cá coi của anh em. Và cấu tạo thì đây, anh em có thể quan sát trên video này, mình quay video thực tế luôn hạt Canes bên kho nhà mình cho anh em tìm tham khảo. Về hình dáng thì nó có hình trụ tròn và được thiết kế rất là nhiều cánh ở bên trong, từ 2, 4, 6, 8, 10 và 16 cánh. Nói chung trên thị trường thì có khá đa dạng về kích cỡ cũng như là số cánh của hạt Canes. Tuy nhiên các khách hàng nhà mình thì hay tìm dùng cái dòng Canes 8 cánh này như video này đây anh em. Hiệu quả lọc nước mang lại tốt nhất, hệ vi sinh hoạt động ổn định, rất là bền theo thời gian. Khách mình dùng 8 năm rồi vẫn ok. Với những khứa bánh răng đối xứng với nhau bên trong lòng của hạt Canes, nó giúp tăng diện tích nơi cư trú, neo bám của các chủng vi sinh. Theo đánh giá, các giá thể di động của hạt Canes này nó chứa đựng được lượng vi sinh nhiều gấp khoảng 5 lần so với sứ thanh lọc và gấp khoảng 8 lần so với các loại nham thạch đá lọc nha anh em. Với chất liệu là làm bằng nhựa HDPE, vì vậy thời gian sử dụng của các hạt lọc Canes này rất là lâu, có thể trên 10 năm hoặc là lâu hơn. Và cách để lắp đặt hạt Canes này thì anh em có thể tham khảo như sau. Anh em có thể làm theo hình như thế này. Chuẩn bị một khung nhựa bằng ống nước, kích thước của ống thì tùy thuộc vào diện tích của hộp lọc. Xung quanh khung nhựa này anh em cho bao lại bằng một tấm lưới mắc cáo. Lưu ý nha, cái độ rộng của mắc lưới này
thì anh em nên làm độ rộng vừa phải thôi, để tránh cái trường hợp là các hạt canet này nó chui lọt qua các lỗ lưới lơ lửng bên ngoài và trôi dạt qua bên ngăn bơm, làm nghẹt bơm. Đồng thời bên trong ngăn canet thì anh em sẽ sử dụng thêm những cái đĩa sủi để dưới phần khung này để đảm canet. Lực của máy sủi đẩy lên á thì cần phải đủ mạnh để đáp ứng được câu chuyện là canet đánh đều lên. Đây anh em có thể quan sát thấy một ngăn canet của bên nhà khách bên mình cần đánh đều lên như thế này, thì kiểu như một nồi cháo vậy anh em à. Như vậy thì vi sinh nó sẽ hoạt động tốt hơn và việc lọc tinh xử lý sạch những cái phần phân cặn bẩn li ti trong nước cũng hiệu quả hơn. Anh em có thể làm phần khung nhựa như thế này, hoặc anh em cũng có thể nghiên cứu làm đơn giản hơn bằng cách là dùng 4 tấm siêu mát ép thành 4 bên tường như thế này và đổ hạt canet vào chính giữa, lắp thêm đĩa sủi bên dưới để đảo canet như thế này cũng nhanh gọn lẹ. Anh em có thể tham khảo qua những cách nào phù hợp với hộ nhà mình để có thể thi công. Loại vật liệu thứ tư ở đây mình muốn đề cập tới anh em đó chính là sứ thanh. Đây là loại sứ lọc hình trụ màu vàng này đây anh em. Nó có kích thước là 15x4x4cm. Nói chung về dòng sứ lọc á, thì nó khá là đa dạng và nhiều chủng loại. Ví dụ như sứ nhẫn nè, sứ bi nè, sứ thanh vàng nè, sứ muối tiêu nè, sứ củ sen nè, hoặc là cao cấp hơn ví dụ như là sứ porpoise hay là sứ momotaro. Tùy thuộc vào cái nhu cầu và mức độ đầu tư của anh em mà anh em lựa chọn một loại sứ phù hợp với hộ các con nhà mình. Còn đa phần các khách hàng nhà mình thì hay dùng cái dòng sứ phổ thông là dòng sứ thanh màu vàng ở đây anh em. Doanh số nó bán khá là tốt nên mình muốn giới thiệu tới anh em để anh em có thể tham khảo qua. Và cơ bản thì cái dòng sứ thanh này nó sẽ được nung nóng với cái nhiệt độ lên tới hơn 1.300 độ C trong suốt khoảng 60 giờ. Việc nung với nhiệt độ nóng và cái thời gian lâu như thế này làm tạo ra cấu trúc cực kỳ xốp cho cái loại sứ thanh này. Và anh em có thể quan sát thấy đây, trên cái thân của sứ thanh nó sẽ có những lỗ nhỏ li ti, tạo điều kiện cho những chủng vi sinh nó làm ổ và nó cư trú vào bên trong những cái lỗ li ti này và giúp cho quá trình tiêu thụ phân của hộ coi của anh em được hiệu quả hơn. Anh em có thể dùng sứ thanh cho các dạng lọc và kỳ, nó sẽ hỗ trợ tối ưu được việc thải bỏ được một số khí độc trong nước ở đây như là H2S hoặc là NH3 có trong chất thải và phân của cà coi. Về cách để sắp xếp sứ thanh này trong ăn lọc thì đối với dạng lọc và kỳ thì anh em nên sắp trải đều ra hết khay và kỳ để tạo hiệu ứng va đập mạnh của nước khi nó rơi từng tầng xuống, giúp cho việc giải phóng khí độc trong hồ được hiệu quả hơn. Còn đối với mà anh em lắp trong hồ lọc thì mình khuyên anh em là nên cho vào một cái túi lưới anh em đặt xuống, để về sau có vệ sinh thì anh em chỉ việc nhấc cái túi lưới lên xịt rửa vệ sinh sạch sẽ rồi đắp lại, như vậy thì rất là nhàn khỏe hơn. Và lưu ý thêm là khi anh em để gần ngăn bơm thì anh em nên có một tấm xi mát ngăn lại, tránh trường hợp là bơm nó mạnh quá nó sẽ xé luôn cái sứ thanh và làm cho nước hồ cá coi của anh em bị vàng đục. Ngoài ra một số anh em còn tăng cường đặt thêm sứ thanh ở trên lọc tràn của thác tràn. Đây kiểu như hình ở đây anh em, đây là một mô hồ cá coi khoảng 70 khối của nhà khách anh mình có tăng cường đặt sứ thanh vào bên trong thác tràn, tăng cường thêm hiệu quả lọc nước. Ngoài ra anh em có thể trồng kết hợp thêm một số loại cây thủy sinh ở đây như là cây lá dứa, cây trầu bà, cây lan nhện. Khi nó phát triển thì nó sẽ bám rễ vào các cái thanh sứ này và làm cho nước của hồ cá coi nha anh em trong và đẹp hơn. Loại vật liệu lọc thứ năm ở đây là đá lông vũ, hay anh em còn gọi là nham thạch trắng. Nó có nguồn gốc là từ đá núi lửa anh em à. Anh em có thể thấy là nó có một hình dạng kiểu như là hình tròn và nhiều hình thù nó khác nhau, nó không cố định. Đồng thời nó cũng có đa dạng các kích thước khác nhau. Đây, anh em có thể thấy trên hình đây, ví dụ như là nhỏ nhất từ là 2mm cho tới 4mm. Thường thì đối với hồ cá coi thì anh em sẽ dùng size to nhất nha, để hiệu quả lọc nước nó được tốt hơn. Về cơ bản thì đá lông vũ nó có trọng lượng khá là nhẹ, có độ xốp trung bình là từ 70-80%. Lúc anh em mới thả nó vào nước trong ăn lọc á, thì nó sẽ có xu hướng là nổi lên trên mặt nước một khoảng thời gian. Sau khi mà nó ngậm đủ nước rồi thì nó mới chìm xuống dưới đáy hồ. Trên bề mặt của đá lông vũ này nó có cấu tạo bởi các cái lỗ nhỏ li ti, tạo cái môi trường lý tưởng cho các hệ vi sinh nó phát triển, hỗ trợ cho việc lọc nước được hiệu quả hơn. Và cách sử dụng của đá lông vũ này, khi mới mua về thì anh em cần phải rửa sạch qua bằng nước tầm khoảng 1-2 lần để nó trôi đi hết những cái mùn bã có trong bao đá lông vũ. Một số anh em mua về và cứ cho thẳng vào trong hồ luôn, không rửa đá lông vũ qua, thì có thể làm cho hồ cá coi của anh em nước đục ngầu luôn. Cách bố trí và lắp đặt và sử dụng đá lông vũ này thì nó tương tự với sứ thanh như lúc nãy mình có trình bày, thì anh em có thể dùng cho dàn lọc và kỳ đặt trải đều trong khay và kỳ. Khi nước rơi qua các khay nó sẽ mang lại hiệu quả tách phân lọc nước và thải khí độc cho hồ cá coi của anh em. Đối với việc lắp cho hồ lọc thì anh em cũng nên cho vào một túi lưới và đặt xuống ngăn lọc của anh em, về sau chỉ cần nhấc lên vệ sinh xịt rửa tái sử dụng là ok. Anh em cần lưu ý đối với cái dòng đá lông vũ này thì định kỳ tầm khoảng cỡ 1-2 tháng thì anh em nên lấy lên và xịt rửa nha, để hạn chế lớp mùn nó bám bên ngoài cái đá lông vũ này, nó sẽ làm cho đá lông vũ nó bị trơ đi và không còn hiệu quả lọc nước nữa. Nên anh em hãy lưu ý để mang lại hiệu quả lọc tốt nhất.
Loại vật liệu lọc thứ 6 ở đây mình muốn đề cập tới anh em, đó chính là dạng lọc Baki. Như đây là Baki dạng khay nhựa anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ review qua về bộ lọc Baki bằng nhựa này để anh em có thể tham khảo qua. Về cơ bản thì trên thị trường có rất nhiều loại Baki từ nhựa nè, hay bằng composite nè, hay là bằng cả inox. Tùy vào nhu cầu của anh em thì anh em có thể lựa chọn một dòng phù hợp. Tuy nhiên đối với dòng Baki nhựa này bên mình có cung cấp á, thì mình nhận thấy là doanh số nó bán khá là cao, được rất nhiều anh em tin dùng bởi với giá thành hợp lý cũng như là cái độ bền của nó. Khi anh em dùng cho hộ cá coi nhà mình cảm thấy hiệu quả và mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ với mình qua số hotline của mình là 0909272598 để mình có thể tư vấn một cách chuyên sâu cho anh em về cách đặt Baki cũng như là bố trí vật liệu lọc trong dạng Baki sao cho hợp lý. Về kích thước của mỗi khay á, thì nó có kích thước như sau nha anh em: 68 x 35 x 24, dài nhân rộng nhân cao đó anh em. Loại này thì có hai màu, màu đen và màu trắng. Màu trắng như thế này đây. Tuy nhiên ở đây thì anh em hay dùng màu đen nhiều hơn, vì màu trắng sau một thời gian sử dụng trong nước hoặc cái coi đó anh em, nó có sẽ có một cái lượng phân nhất định nha. Khi mà cái lượng phân này khi nó vận hành qua Baki màu trắng này á, thì nó sẽ làm Baki ngã màu ố vàng đi và nhìn nó sẽ mất cái thẩm mỹ. Nên anh em sẽ hay dùng màu đen để không sợ bị đổi màu. Về cái số lượng khay thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh em lựa chọn nha. 3 khay, 4 khay, 5 khay đều ok cả. Nếu như anh em ghép nhiều khay chồng lại nhau, đây, 5 khay như thế này và đặt full vào vật tư lọc á, thì sẽ giúp cái hiệu suất lọc nước trong hồ của anh em được tốt hơn. Về cái lưu lượng bơm thì anh em nên chọn bơm có công suất từ 10 cho tới 15 khối nha. Không nên lựa chọn bơm quá mạnh. Tại vì sao? Khi mà nước lưu thông giữa các ngăn lâu ngày á, nó sẽ dễ bị tắc phân ở các vật liệu lọc. Ví dụ như nó ngăn phân lại ở ngăn GMAX và lâu ngày nó bị tắc lại. Và anh em dùng bơm quá mạnh thì nó sẽ không kịp đào thải á, nó sẽ tràn nước ra bên ngoài. Và ở đây anh em cũng không nên lựa chọn bơm quá thấp, ví dụ như bơm chỉ có 5 khối thôi thì nó có thể là không đẩy lên được trên cái dàn Baki này để lọc nước cho hồ. Ở phần trên cùng của khay Baki này thì anh em nên lắp thêm một cái ống mưa nha, tầm khoảng có phi 60 là cái ống này đây anh em, để cho nó trải nước ra đều và giúp cho quá trình lọc nước được ổn định hơn. Về cái tác dụng của dàn lọc Baki này thì mình cũng đã nói ở những video trước đó rồi, ở đây mình sẽ đề cập một tí để cho anh em có thể nắm qua. Ngoài câu chuyện là tích hợp thêm để làm bộ lọc cho hồ, ở đây anh em có thể dùng cho hồ 3 khối hoặc những cái hồ to thì anh em dùng những dàn lọc Baki to để góp thêm cái câu chuyện là đã tăng thêm cái hiệu suất xử lý nước, làm sạch nước cho hồ. Thì ngoài cái việc lọc nước này thì nó sẽ giúp đào thải được một số khí độc có trong nước như là NH3 nè, H2S nè, NO2 nè. Thông qua cái việc là lưu thông rơi nước từng tầng, nó sẽ thải được những khí này ra bên ngoài. Thứ hai là nó sẽ khử được cái mùi tanh trong nước hồ cá coi của anh em. Và thứ ba là khi mà cái thác nước Baki này nó rơi xuống hồ của anh em, nó sẽ cung cấp thêm được một lượng oxy cho cá coi trong hồ. Về cách mà để đặt vật tư cho từng tầng thì tí nữa mình sẽ trình bày chi tiết, anh em có thể tham khảo qua. Ở đây thì anh em có thể chọn loại Baki nhựa này hay là cái dòng Baki composite này cũng được, rất là nhiều anh em ưa chuộng. Cái kích thước của khay cũng dao động tầm khoảng 68, 35, 25 cm. Còn đối với những hồ cá coi ngoài trời chịu mưa chịu nắng nhiều và anh em muốn được độ bền của khay Baki được đảm bảo nhất thì anh em có thể sử dụng cái loại Baki bằng khay inox này. Nó có rất nhiều kích cỡ, nếu mà hồ lớn á, thì anh em có thể dùng xà đại luôn. Ở đây anh em có thể tham khảo một kích thước cơ bản như là 80, 35, 25. Ngoài ra còn có một số loại khác nữa như đây. Đây, nó khá là đa dạng về mẫu mã và kích thước anh em à, tùy thuộc vào nhu cầu mà có thể lựa chọn một loại Baki hợp lý để lắp cho hồ. Vừa rồi là những trình bày của mình về một số loại vật liệu lọc anh em thường hay dùng để lắp cho một hồ cá coi cơ bản. Nói chung khi anh em chơi hồ cá coi thì anh em ít nhất đã từng nghe qua hoặc là nhìn thấy qua các loại vật liệu lọc này rồi. Ngoài ra cũng sẽ có một số loại vật liệu lọc khác ở đây như nhâm thạch đỏ hay anh em còn gọi là đá nuôi lửa, kiểu giống như đá lồng vũ, nó hỗ trợ cho việc lọc nước cũng khá là ok. Hoặc là biochip, nó thuộc về một giá thể lọc kiểu giống như là hạt canet đó anh em. Dòng biochip này thì cũng dùng để nuôi vi sinh và lượng vi sinh cho ngăn biochip này nó dồi dào hơn rất là nhiều so với ngăn canet. Chính vì vậy nên giá thành biochip này nó khá là cao, trung bình nó sẽ gấp tầm khoảng 3 đến 4 lần so với giá của hạt canet, nên phần nào cũng sẽ kén người chơi hơn. Tiếp theo là bóng nhựa sinh học biobond, loại này thì cũng tương tự như hạt canet nhưng nó cao cấp hơn. Anh em sẽ hay dùng cho hệ lọc là Ecotech, hệ lọc hiện đại chuyên về hệ vi sinh cho hồ cá coi. Ngoài ra còn có thêm là dòng Crypto Bio là cái loại này đây anh em,
Nhìn sơ qua thì anh em có thể thấy nó giống với đá Long Vũ, nhưng dòng CryptoBio này nó cao cấp hơn rất là nhiều, hiệu quả lọc nước cũng tốt hơn, chính vì vậy mà giá thành của nó cũng sẽ khá là chát, khá là kén người chơi, vân vân. Còn rất nhiều loại vật liệu lọc khác nữa trên thị trường mà anh em chơi coi cũng hay sử dụng. Ở đây anh em cần lựa chọn những loại vật liệu lọc cơ bản nhất để phù hợp với hồ cá coi nhà mình và mức độ đầu tư cho hồ, sao cho khi lắp vào hồ cá coi của anh em đảm bảo được yếu tố là hồ vận hành hiệu quả, cá khỏe, nước trong. Tuy nhiên anh em cũng cần phải lưu ý thêm, hạn chế sử dụng một số loại vật liệu lọc làm tăng nồng độ pH, ví dụ như là san hô và vỏ hầu. Đối với một số anh em dùng nước giếng khoan có nồng độ pH thấp, anh em sẽ cân nhắc dùng san hô và vỏ hầu. Tuy nhiên anh em cần phải cân đối số lượng hợp lý, bởi vì hai loại này nó cơ bản là tính kiềm rất là cao, nên khi cho vào ngăn lọc, nếu anh em cho vào số lượng nhiều á, nó sẽ đẩy pH trong hồ tăng lên rất là cao, và khi pH tăng lên cao rồi, nó sẽ làm cho cá coi trong hồ của anh em có tình trạng là bị tụt nhớt, hồ nổi đầy bọt. Lâu dần cá coi sẽ có biểu hiện là đỏ mình, ngứa mình, cả liếc mình xuống dưới lòng thành hồ. Nếu mà để tình trạng này lâu thì cá coi này sẽ dẫn tới tình trạng là bị tử vong, nên anh em cần phải lưu ý và cân nhắc khi sử dụng. Nếu như anh em còn có những thắc mắc về hồ lọc cho hồ cá coi, cách lắp vật liệu lọc như thế nào, sắp xếp ra sao cho hợp lý, hay đơn giản là anh em muốn mua vật liệu lọc và lắp cho hồ cá coi nhà mình như là chổi nè, G-Max, đèn UV, xứ thanh, canes, máy bơm, máy sủi, thì anh em hãy liên hệ với mình nha. Và số hotline nhà mình là 0909 272 598, kho nhà mình đầy đủ hết tất cả các loại trên. Anh em liên hệ với mình để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo khi anh em lắp vào hệ lọc hồ vận hành chuẩn, các khỏe nước trong. Đến đây thì mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Anh em xem kênh mình thấy những chia sẻ của mình hay và hữu ích thì anh em nhớ cho mình xin một like, một subscribe và một lượt chia sẻ anh em nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa liên quan về sân vườn và hồ cá coi chia sẻ đến anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Mình là với cá coi. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Video của mình hay và hữu ích, anh em cho mình xin một lượt follow và một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em.